Và đây là món cá chẽm hấp nấm đông cô. Món này các bạn ăn chung với cơm rất là ngon, làm đơn giản lắm. Cá hấp thì ăn rất là bổ. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món cá chẽm hấp nấm đông cô. Các bạn gọi món này là cá chẽm hấp hành gừng cũng được. Về nguyên liệu ở đây thì mình sẽ dùng một con cá chẽm này là khoảng 700 g. Mình đã làm sạch rồi. Các bạn dùng cá điêu hồng cũng được nha. Mình có là một ít nấm đông cô. Nấm đông cô thì các bạn ngâm nước khoảng 1 tiếng rồi các bạn xả sạch nó lại nha. Cái này là dùng nhiều hay ít là tùy theo các bạn. Mình có một ít hành tím nè, ớt, hành lá, ngò rí, hai củ hành tây nhỏ này là khoảng 200 g, một miếng gừng nhỏ như thế này. Ngoài ra thì các bạn có thể là mình dùng thêm nấm mèo cũng được. Cá này thì mình cũng đã làm sạch rồi, mình dùng muối với tắc á, hoặc các bạn dùng chanh cũng được, là mình chà xát lên mình khử cái mùi tanh. Nhưng mà mình sẽ dùng thêm một bước nữa là dùng dầu mè nha các bạn. Dầu mè để mình khử mùi tanh. Mình cho vào đây một ít để mình chà xát lên da. Dầu mè nó khử mùi tanh rất là tốt. Mình thoa cho nó đều nha. Cá thì các bạn khứa nó ra như thế này nè để hồi mình cho gia vị lên nó dễ thấm hơn. Sau khi thoa đều rồi bây giờ mình sẽ để qua một bên nha các bạn. Do nấm đông cô này nhỏ nên mình sẽ để nguyên luôn nha, mình không có cắt đôi, nếu như to quá các bạn cắt đôi ra. Bàn tay thì mình sẽ cắt mỏng nó ra. Gừng thì mình sẽ cắt mỏng ra. Mình sẽ cắt thành miếng to to như thế này nè các bạn, để khi mà lỡ mà có người ăn không được thì người ta gắp ra nó dễ hơn. Còn nếu như các bạn ăn được thì các bạn cắt mỏng ra, cắt sợi nhỏ ra. Ngò rí. Cái phần chân mình cắt khúc để riêng ra nha. Còn cái này thì mình sẽ cắt to to như thế này để mình trang trí. Hành lá thì mình cũng cắt khúc luôn. Phần lá để riêng, đầu hành để riêng. Ớt thì mình sẽ dùng một ít để mình trang trí thôi các bạn. Ăn cay thì các bạn cho nhiều như nha. Hành tím thì mình sẽ cắt mỏng ra. Tiếp theo thì mình sẽ đi xào nấm đông cô. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo nha. Mình dùng phân nửa hành tím để mình phi cho nó vàng thơm. Khi nó thơm rồi mình sẽ cho nấm đông cô vào, không cần phải cho nó vàng nha, thơm lên là được rồi. Mình sẽ xào vài phút thôi cho nó thơm lắm rồi. Mình xào được 3 phút với lửa vừa nè các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp nha, mình sẽ nêm gia vị vào đây. 2 muỗng canh nước tương. Nửa muỗng canh xì dầu. Nếu như không có xì dầu thì các bạn dùng nước tương luôn. Tại xì dầu nó màu nó đậm nó đẹp hơn. Nửa muỗng canh là được rồi nha các bạn. Tại dùng nhiều quá nó cũng đậm màu lắm.
một muỗng canh dầu hào. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng canh đường. Mình sẽ bật bếp lên mình nấu cho nó tan gia vị nha. Mình thấy nó còn hơi thiếu một tí đường nha, mình cho chút xíu thôi. Vậy nên nếu gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha. Mình nấu cho nó tan đường là được rồi, mình sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ cho hành tây, gừng, đầu hành, chân, cái phần chân của ngò rí, hành tím. Cho vào đây một ít tiêu cho nó thơm nha. Rồi mình đảo đều lên. Tiếp theo thì mình sẽ đi hấp cá, mình sẽ hấp với lửa lớn nha các bạn. Cá mình hấp nó được 3 phút rồi nè các bạn. Thì khi hấp 3 phút thì các bạn sẽ thấy cái phần nước này nó chảy ra. Cái nước này mình sẽ bỏ đi nha các bạn. Cái nước này nó rất là tanh, mình sẽ chắc bỏ đi. Sau khi chắc nước xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp nãy mình xào nha, cho lên cá. Mình sẽ đậy nắp lại và hấp tiếp tục nha. Mình đã hấp được 30 phút rồi nè các bạn. Mình cho một ít hành lá ngò rí để trang trí nha. Coi như là món ăn của mình như vậy đã xong rồi đó. Món này làm rất là đơn giản. Mình tắt bếp luôn. Cho lên một ít ớt. Món này các bạn ăn chung với cơm rất là ngon. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Món cá chẽm hấp nấm đông cô của mình như vậy đã hoàn thành rồi. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công và nấu ăn ngon nha. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha, tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.